Thưa quý vị, thế giới truyền đi biểu tượng hòa bình cho Paris. Hình ảnh tháp Eiffel có vòng tròn bao quanh được đặt tên là hòa bình cho Paris nhanh chóng lan truyền trên mạng và trở thành biểu tượng chống khủng bố của Pháp. Theo báo Pháp 20 Minutes, hình ảnh thể hiện tình đoàn kết của người dân Pháp nói chung và Paris nói riêng đã thu hút hơn 50.000 người chia sẻ trên Twitter. Một người dùng Twitter có tên là Penelope McQuaid viết rằng cảm ơn vì đã khiến chúng ta đoàn kết lại nhờ hình ảnh đầy mạnh mẽ này. Biểu tượng này do Sean lu Julian, một người họa sĩ người Pháp sinh sống ở London, đăng tải trên trang tài khoản Twitter của mình sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tối qua ở Paris, khi ít nhất 120 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tổng thống Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới. Paris được đặt trong tình trạng giới nghiêm, đóng cửa tất cả trường đại học và ga tàu điện ngầm.